Ba con giáp này may mắn trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, phận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta, chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cảnh cô đơn, thiếu thốn. Vậy nên, mỗi người lại có một cuộc đời riêng, vận may đến với mỗi người cũng như vậy. Cụ thể, trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch sắp tới, có 3 con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn, làm gì cũng thuận lợi và sự như ý, giàu có hơn người, tiền tiêu 3 đời không hết. Vậy đó là những con giáp nào, họ sẽ nhận được may mắn gì trong thời điểm những ngày cuối tháng sắp tới? Mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát đi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Sửu. Xem tử vi năm 2021 cho thấy 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch của con giáp tuổi Sửu có khá nhiều thăng trầm. Do đó, nếu chuyện vui đến đừng vui quá, chuyện buồn có ập tới thì cũng đừng vội bi quan, thất vọng. Mọi thứ trong cuộc sống bản mệnh có thể thay đổi trong một sớm một chiều. Bảy quan đới trong thời gian này sẽ hỗ trợ cho sự nghiệp của tuổi Sửu tăng nhanh. Nhiều mệnh chủ có được danh tiếng nhờ thành tích tốt, xuất sắc, thậm chí còn được thưởng tiền về nỗ lực của mình. Thời điểm này, bản mệnh càng khiêm tốn, chăm chỉ, càng có lợi. Vì thế đừng vì nghe theo lời ai đó mà vội thay đổi quyết định. Thay đổi nghề nghiệp quá nhanh, lúc này bản mệnh cần tập trung vào mục tiêu, nhiệm vụ hiện tại của mình. Những nỗ lực hoặc hạt sống bản mệnh đã cất công gieo trồng suốt thời gian qua, cuối cùng đã nhận được quả ngọt. Bản mệnh cảm nhận được sự hậu thuẫn của rất nhiều người xung quanh. Do đó đừng ngần ngại thừa nhận công sức của mình một cách khéo léo, chứ đừng vội khẳng định tất cả là do công của mình. Đừng vì chỉ mới có được chút thành tích đã vội khoe khoang, ngạo mạn nên dễ gây mất lòng với mọi người. Thực tế là có nhiều người giỏi hơn nhưng họ vẫn cẩn mẫn làm việc, không thích thể hiện ra ngoài. Bên cạnh đó, tình hình tài chính của bản mệnh lúc này khởi sắc. Chính tài giúp sức để việc làm ăn của bản mệnh thuận lợi, hành thông hơn trước rất nhiều. Nếu là người chủ động, biết nắm bắt tốt cơ hội thì việc tuổi Sửu được trở về đồng nghiệp cao trong khoảng thời gian sắp tới là hoàn toàn có thể. Nhìn chung, tình hình tài chính của con giáp tuổi Sửu sẽ đón nhận nhiều tin khả quan. Tận dụng thời gian này, bản mệnh nên chuẩn bị trước các bước đi cần thiết trong công việc và sự nghiệp. Hợp tác vì các cơ hội tăng thu nhập có thể xuất hiện trong bất cứ lúc nào. Hợp tác vì các cơ hội tăng thu nhập có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Thế nhưng cũng đừng vội tin người mà vội tin vào những điều, thông tin mà họ đưa ra đã phải dồn hết tiền bạc để đi theo họ. Bất cứ điều gì cũng phải có nhiều thông tin từ nhiều chiều để phân tích, bản mệnh cần đánh giá cẩn thận.
Hơn nữa, sức ảnh hưởng của tiểu hao cũng khiến mệnh chủ tuổi Sửu phải tốn tiền cho những khoản như sinh nhật, chặn tháng, biếu người bệnh. Nhưng những khoản này đều nằm trong kế hoạch của bản mệnh nên không có gì phải lo nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, nhất bạch bay về trung cung, về bệnh tật cho thấy sức khỏe cũng là vấn đề đáng lo đối với con giáp tuổi Sửu trong 10 ngày sắp tới. Vì thế, nếu thay đổi thời tiết, bản mệnh cố gắng xem dự báo thời tiết trước để chuẩn bị trang phục phù hợp, tránh dầm mưa rồi ốm đau liên miên cả tuần. Đặc biệt, thầy Gia Cát còn khuyên mệnh chủ tuổi Sửu hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, giúp đầu óc minh mẫn khi giải quyết mọi vấn đề, công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt, ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa được nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi được tà ma, tăng cường cát khí, mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Sửu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, tuổi Tỵ. Xem tử vi tháng 5 âm lịch tuổi Tỵ cho thấy, trong 10 ngày cuối tháng mệnh chủ đã tự ý thức và dần biết chủ động giải tỏa những căng thẳng trong cuộc sống, nên không có gì phải lo nghĩ nhiều. Mọi việc trở nên thuận lợi hơn cũng giúp cho tuổi Tỵ trở nên hài hòa, nhàn nhã hơn trong cách giao tiếp với mọi người. Thái dương cát tinh ghé thăm phù trợ cho công việc của con giáp tuổi Tỵ có cơ hội phát triển mạnh mẽ. Nếu biết chấp lấy cơ hội tốt này, việc thăng chức, tăng lương, nhận thưởng là việc hoàn toàn nằm trong tầm tay. Dường như khó khăn không thể trở thành vật cản của bản mệnh, bởi vì bản mệnh luôn biết làm chủ tình hình, hạn chế tối thiểu được rủi ro, tổn thất cho mọi người. Những ngày cuối tháng, thực thần còn mang tới nhiều niềm vui trong cuộc sống, nhờ đó mà bản mệnh trở nên lạc quan, vui vẻ hơn. Bản mệnh cũng rất cởi mở trong việc gặp gỡ, giao lưu, nhiệt tình trong việc hỗ trợ giúp đỡ người khác, đồng thời nhờ sao thiên vu che chở nên lúc này bản mệnh chăm chỉ, làm ăn, linh hoạt, biết chăm chút cho cơ thể của mình, nhờ đó mà cơ hội được thăng tiến. Có những mệnh chủ thực sự tài năng, khi có chút thử thách lại là lúc các bản mệnh chủ thể thể hiện khả năng duy trì vị trí đứng đầu, xử lý các vấn đề liên quan đến công việc. Đồng nghiệp và cấp trên không ngại trao cho những mệnh chủ những lời khen ngợi. Tình hình tài chính của tuổi Tỵ lúc này cũng khá tạm ổn, không có gì phải lo nghĩ nhiều. Thế nhưng nếu muốn lên kế hoạch cho cuộc sống giàu có, sung túc, tuổi Tỵ phải làm khác đi. Bản mệnh chẳng thể có được kết quả mới với cách làm cũ. Các vấn đề về chi phí và lợi nhuận, bản mệnh có thể nhận được kết quả khác nhau, tùy thuộc vào khả năng tính toán, suy nghĩ một cách khôn ngoan. Chỉ nhờ thế, bản mệnh mới có được nguồn thu nhập tốt và có một cuộc sống ổn định. Ngoài ra, tam hội còn xuất hiện cho thấy bản mệnh khá xuất sắc trong việc đối nhân xử thế, và người ấy cũng không thể trách cứ bản mệnh trong bất cứ việc gì. Tuy nhiên, để nuôi dưỡng tình cảm lâu bền, bản mệnh nên xây dựng sự chân thành, thấu hiểu, đừng cố tạo ra vỏ bọc khiến đôi bên cảm thấy mệt mỏi. Trong tương lai, nguyên lệnh cung bệnh còn dự báo trong những ngày cuối tháng có thể bản mệnh thích các căn bệnh không nặng lắm. Tuy có thể kéo dài vì vậy, đường mặt bằng, tướng mạo, sắc diện, da rẻ, không hồng hào, lý do có thể vì bản mệnh lười, không thích hoạt động hoặc khí vượng cũng không hề tốt cho những người đang có bệnh nằm. Thay vì tin nghe lời nói, khuyên hết người này tới người kia, thì tuổi Tỵ nên nghỉ ngơi, lắng nghe cơ thể của mình và nhờ bác sĩ có tâm, thấu hiểu vấn đề của mình để hỗ trợ. Vì mỗi người nên có một phác đồ riêng, phù hợp, không ai giống ai. Trong thời gian này, thầy Gia Cát còn khuyên mệnh chủ tuổi Tỵ hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân, khanh ghét, xung đột. Đồng thời, vật phẩm tuổi Tỵ tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới.
Không như vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng cho các bác tuổi Tỵ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba là tuổi Dần. Xem tử vi tháng 5 âm lịch có cho thấy thời điểm 10 ngày cuối tháng là khoảng thời gian thử thách lòng kiên nhẫn của con giáp tuổi Dần, khi mà bản mệnh đã cố gắng hết sức, chăm chỉ làm ăn. Nhưng không phải khi nào công sức của bản mệnh cũng được ghi nhận ngay. Bản mệnh đừng vì chút bực mình mà vội bỏ cuộc, vì dù muộn một chút nhưng rồi bản mệnh vẫn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Do đó dù thế nào đi nữa, bản mệnh cũng hãy kiên nhẫn và cần mẫn, bỏ qua những lời đàm tiếu xung quanh mình để bước tiếp. Bởi người tạo ra vận may cho gia chủ tuổi Dần là chính mình chứ không phải ai khác. Nguyên lệnh lâm quan cho thấy bản mệnh tinh lực dồi dào, hoạt bát, tích cực. Nguồn năng lượng của bản mệnh có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành tấm gương sáng cho bạn bè và đồng nghiệp noi theo. Ngũ hành tương sinh còn giúp cho các mối quan hệ thuận hòa, nhờ đó mà đồng nghiệp nơi công sở rất vui vẻ, nhiệt tình, giúp đỡ bản mệnh khi gặp khó khăn. Cuộc sống ổn định, vững chắc, nhưng bản mệnh đừng quá cứng nhắc. Dù được con giáp giúp nhưng vẫn phải tự chuẩn bị trước những công việc của mình, những nỗ lực hoặc hạt giống mà gia chủ đã cất công, gieo suốt thời gian qua, cuối cùng cũng nhận được quả ngọt, nhưng chúng đến muộn một chút. Do đó, đừng ngần ngại thừa nhận công sức của mình một cách khéo léo. Tuy nhiên sẽ có những người ghen tị với tuổi Sửu trong thời gian này, hai bên có thể nảy sinh một số mâu thuẫn, thường là từ vấn đề nảy sinh trong công việc gây ngăn trở cho kế hoạch của bản mệnh. Nhưng thay vì nhún nhường chịu đựng, đã đến lúc bản mệnh thẳng thắn nói chuyện với đối phương để giải quyết những xích mích. Bên cạnh đó, tình hình tài chính của tuổi Dần trong thời điểm này khá ổn định, nhưng cũng là lúc bản mệnh có nhu cầu cho một cuộc sống tốt hơn nên bắt đầu chi tiêu nhiều hơn để nâng cấp bản thân. Vì thế bản mệnh cũng cần tìm cách gia tăng thu nhập chứ không phải đeo mãi đồng lương ít ỏi của mình. Những người giàu có, họ có tới ít nhất 7 nguồn thu nhập. Nếu bản mệnh mãi chỉ có đúng một nguồn thu nhập thì nên xem xét lại. Hãy không ngừng tìm cách để có thêm một khoản tiền khôn ngoan. May mắn thời điểm này, tuổi Đệ biết cách kiểm soát cảm xúc, không để những suy nghĩ phát sinh, không để những suy nghĩ sốc nổi làm ảnh hưởng tới cuộc sống. Mối quan hệ của bản mệnh trở nên tuyệt vời hơn trước rất nhiều, chính nhờ vào thái độ tích cực của chính mệnh chủ. Không như vậy, nhờ có tam hợp, mệnh chủ độc thân hứa hẹn sẽ có đào hoa rực rỡ. Nếu các mệnh chủ biết mở lòng đón nhận những mối quan hệ mới, sẽ có thể gặp được vài đối tượng. Tuy nhiên, trong thời gian này, ngũ quỷ, hung tinh xuất hiện báo hiệu có điểm tiểu nhân quấy phá, khiến bản mệnh suy nghĩ nhiều hơn thường ngày, đó là lên lý do sức khỏe giảm sút, sức khỏe gây hại. Nhưng may mắn đến chủ nhân tìm được cách chữa trị phù hợp nên không có gì phải lo ngại. Ngoài ra, việc kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Dần hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc được hanh thông, thuận lợi. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ như tấm bùa hộ thân, bảo vệ tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Không như vậy, vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho mệnh chủ tuổi Dần. Trên đây, Kim Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với quý vị về tử vi của ba con giáp may mắn trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Hy vọng những kiến thức nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi chương trình trong suốt thời gian qua. Nhấn vào đăng ký chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.